Ok, hello anh em nha, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nha. Mình ở Trung này. Đấy, thì hôm nọ mình có làm giới thiệu cho anh em một cái video mà kiếm tiền, những cái cách kiếm tiền đấy. Thì một vài anh em vào bảo với mình là nâng cấp đạn là lỗ nha. Thì mình xin đính chính đạn là không có lỗ nha anh em. Đấy, thì hôm nọ mình quên, mình xin lỗi với anh em. Ngày hôm nay mình làm một cái video nữa. Hôm nay anh em có thể nâng cấp vật phẩm nữa. Ví dụ anh em hôm trước là nâng cấp đạn đúng không? Thì hôm nay anh em sẽ nâng cấp cái vật phẩm mang vào trận đấu ấy. Thì anh em chọn vào cái mục cái Power Ring này, rồi cái mục bomb anh em, thì anh em chọn cái radar này thì anh em bắn sở quát này sẽ cực kỳ hay dùng. Cái này anh em sẽ dùng để ném để phát hiện vị trí cả địch ấy. Thì đây mình sẽ làm một cái video này. Mình thường ấy, nhưng lúc trước mình đã nói ấy, mình đã nhặt nguyên liệu về mình hay bán đúng không, thì hôm nay mình đã làm cái này vì cái này mình thấy nó khá là có lãi. Thì anh em để ý nhá, mình sẽ chế tạo được 10 quả bom radar. 10 quả bom radar thì sẽ tốn bao nhiêu đây? Cái nhựa PVC này thì anh em sẽ tốn 50 cái đúng không? Cái nhựa này ở giá thị trường nó đang là 120 đến 150. Thì 50 cái như nào? 50 cái mình tính giá 150 đi. Thì sẽ là 7.500 này. Mất 7.500 cái tiền này này. Cái này, cái alloy này. Alloy này thì là giá thị trường nó là hình như có 170, 180 thôi. Thì anh em tốn 10 cái là 1.000 nữa, 1.700 nữa. Thế là bao nhiêu? 7.500 với 1.000, 1.500 đi, mình tính 1.500 cho tròn nha. 7.500, 1.500 là 9.000. Thêm thêm 5 cái electronic chip, 5 cái này là 200, 1.000 nữa là 9.000. À 9 vừa là 9.000 cộng thêm 1 nữa 10.000. Sorry anh em là đúng thần đồng toán học. Cộng thế cũng xài, thế là 10.000 anh em đúng không? Rồi mình sẽ ra thị trường mình check giá này. 10.000. Có nghĩa tổng đấy là tổng nguyên liệu đấy anh em. Đấy, thì trong kho mình đang có một ít radar rồi. Tại vì xong mỗi trận mình hay nhặt được về là mình sẽ tích lại. Đấy thì giá nó sẽ dao động là 1.700, 1.800, có lúc nó lên đến 2.000. Thì bây giờ anh em chế được 10 cái nó sẽ là 17.000 đúng không? Đúng không? Đây là 11 thì lúc vừa là 10 cái nó sẽ là 17.700. Trừ đi cái chi phí nguyên liệu của anh em là 10.000 thì anh em sẽ lãi được 7.000. Đấy. Ừ, mình sẽ trừ thêm cả cái phí các thứ này đi 1.000 nữa đi. Đấy, anh em sẽ lãi 6.000 đúng không? Đấy. Thì theo không biết anh em như nào, theo như mình thì sau khi anh em nút xong những cái nguyên liệu ấy thì anh em bán đi cũng được, mà anh em chế tạo cái này thì tất nhiên là nó sẽ mất thời gian. Nhưng mà kiểu cái lúc mà anh em nhặt nhiều xong rồi đến lúc anh em nghỉ, anh em không chơi nữa. Anh em vào chế tạo, đấy, đợi xong anh em tắt máy, anh em dừng đến lúc anh em chơi bật lên vào nhận và mang ra thị trường bán thôi. Thì mình không biết là theo như anh em là nó là lỗ hay lãi thì mình không biết được nữa. Đấy. Nhưng mà theo như mình cảm nhận thì nó là lãi. Thì không biết anh em ý kiến của anh em như nào thì anh em có thể comment phía bên dưới nha. Mình xin dừng video này, mình làm ngắn gọn thôi anh em. Đấy thì mình anh em mà thấy cái video này bổ ích, mà thấy cái cách này kiếm tiền nó nhanh và ổn định ấy, thì anh em có thể để cho mình một like như một lượt đăng ký kênh nha anh em. Và anh em có cách nào kiếm tiền ngon hơn thì có thể comment phía bên dưới để mình biết và cũng như anh em khác biết để có thể kiếm tiền từ con game này nha anh em. Bye bye anh em nha. Hẹn gặp anh em ở những video sau nha anh em.